Vừa qua, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận phần thưởng cao quý, Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành công thương. Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tiền nhiệm các thế hệ của ngành công thương. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành công thương đã có bước phát triển mạnh mẽ. Một số ngành công nghiệp như năng lượng, khai thác khoáng sản, dầu khí, luyện kim, hóa chất, cơ khí, v.v. và những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như dệt may, giày dép, thực phẩm, nước giải khát đã có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế, có kim ngạch xuất khẩu khá và đang tiếp tục lớn mạnh. Đã hình thành một số ngành công nghiệp cơ bản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường và đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có độ mở lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tương đương với 150% tổng GDP. Thị trường xuất khẩu liên tục được mở rộng tới gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất nhập khẩu từ hơn 3 tỷ đô la Mỹ năm 1986 đến nay đã tăng hơn 100 lần, đạt 327 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu đã vượt 80% GDP. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng nhanh với tốc độ bình quân 26,6% một năm. Nhu cầu nội địa đã trở thành yếu tố quan trọng bậc nhất, chiếm hơn 2/3 GDP. Trước yêu cầu của bối cảnh mới, ngành công thương cũng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các định hướng chính sách và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế hợp lý, tích cực chủ trì, tham gia các tổ chức quốc tế và ký kết các hiệp định hợp tác đa phương và song phương trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và thương mại. Nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là FTA trong phạm vi cộng đồng ASEAN, Hiệp định FTA với EU thế hệ mới và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã được ký kết. Những thành tựu quan trọng này có ý nghĩa không chỉ đối với ngành công thương mà còn góp phần to lớn vào quá trình hội nhập sâu rộng và hiệu quả, hoàn thiện thể chế, luật pháp, tăng cường năng lực quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong thời gian tới. Với những đóng góp to lớn trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại trước đây đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Các bộ tiền thân trước đây của Bộ Công Thương và nhiều đơn vị trong bộ cũng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương và các phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp 65 năm ngày truyền thống, ngành công thương tiếp tục vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.